đây thì máy kéo bị gì ghé đây sửa các bạn ơi. Chích ngoài luôn hả? Rồi đội lên kêu máy cắt kìa, qua kéo rồi, khỏi đội. Này bị xích nó xích rồi các bạn. Rồi này anh em quay ấy luôn các bạn, quay ve ve lại đi. Đang chạy không cho máy kéo cắt cắt à. Chạy đi, chạy đi. Chạy tới đi. Sao lôi ra được, cứ nhắc đó sao không lôi. Mấy ông xúm lại kéo lại tiếp đi là nó quay ngang à. Không cho nó ngang ngang nó chắc kéo rồi. Ghê không? Trời ghê giờ. Rồi. Gắt xuống. Chắc đang chạy xuống nha các bạn. Để đầu ngay mới được. Gì nữa rồi. Dì đích xuống. Quay đầu lại, dì đích xuống. Dì đích xuống đâu có ấy đâu. Dì chỗ này luôn hả trời? Trời lớn rồi. Cái này để xích kéo lên các bạn à, kéo lên gắn xích máy kéo vô lại ok. Đang xích nha các bạn, dằn làm một cách nữa nhìn gọn, còn có phản xe lúa nữa các bạn. Rồi
Rồi đang chạy tới kéo lên đó các bạn ơi. Chết này các bạn. Nào này gắp bánh vô. Rồi vô. Anh em làm xem tụ ghê không? Xích các bạn ơi. Máy này cũng cổ luôn, mới kéo cổ mới cắt cổ hết. Phải hay gắn dàn vô các bạn ơi. Này, gắn xe sạn vô. Máy kéo cái cắt kéo hỏng rồi là vô. Thôi vậy đi, nhà tới vô rồi. Rồi anh em lên chạy máy. Okay.